Kính thưa chư quý đồng đạo, mở đầu chương trình đọc sấm giảng của Đức Thầy, xin trân trọng giới thiệu quyển nhì Kệ Văn của Đức Thầy. Đây là quyển thứ nhì mà Đức Thầy đã viết ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo, dài 476 câu, mở đầu bằng câu "Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế", chấm dứt bởi câu "Ta ra sức dắt diều bá tánh". Vị trân trọng kính mời chư quý vị bình tâm suy nghiệm qua Kệ Văn của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế, thấy dân mang xu thế mà thương. Chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không canh đổi thay, chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mười mấy năm sao quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bấy lê dân đức ruột, tham vợ con đôi rách đùm đeo. Gầm chữ nghèo thương mắt chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Nếu thành tri như thể tên bay, đường vinh nhục rồi mai một lát. Ai phú quý giàu đài ra các, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tình tâm tìm đau. Đai trung liệt đáng trai hiền tao, gây tiếc trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu mau cải dữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giảng sanh cực lạc. Tương với mũi cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền
biết niệm Di Đà, mà may sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều bão lạng, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời, coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thanh. Cột dương thế ngày nay mỏng mảnh, mà sang giàu còn hiếp mơ nghèo nàn, phải xa thân tầm bát nhỏ thằng, sao mới khỏi hùm tha sâu bắc. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Dậy sớm mau kiếm chữ ma, thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, dòng cứu quyền sớm mi tôi mới ở màu. Chữ Nam Mô dẹp được ở lòng sau, sau thấy được nhà tiên cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hãnh, thương những người đói rách ni cơ hàng. Cảnh phồn hoa khó sánh ni lâm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Cõi trần thế hết si tới thành, hết lâm nguy đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chớ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc bá tánh đời nay dĩ nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhà. Sao lập hỏi thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đòi sắc thai hồng. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách tánh hiền dạy đạo làm người.
xem truyền thơ chẳng biết họ người, mà làm thói điêu thiền lỡ bố. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh họ, cạnh núi non nhiều thu gì cây. Nó trồng ai hiền đức nghi nhu mây, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học ta đạo làm điều ta mây, theo vị đoan cung kiến tình ta, thì sau này gặp chuyện thuyết tha, đừng có trách khùng điên chẳng cứu. Thấy ba tánh nghìn tâm yểm cầu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lê thư bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải nhớ thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cánh thiên trước thâm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Dạ quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, dạ bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mương xác nhằm năm kỷ mão, buồn xóm làng cớ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tanh. Nghe điên dài sau này thôi thành, đây chỉ đường cực lạc giáng sanh. Đừng có ham lên mặt hùng anh, xa địa ngục uổng thân uổng kiếp.
đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đã gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm mới cho rành, thì mới được sống coi tiếng thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mạc thương phụng gái non kỳ. Bởi gió dường đang bật tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm mấy ba thước, nơi pháp mấy tràng trị kẻ hung đồ. Được thành thời nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chí. Xưa Tây Ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biển trần cảnh khổ dơi dơi, lao giới khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bao chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Dương bắt trước thân yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn xác trần bút tả ít ni hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mặt làng xóm muốn nghe thì chép. Việc tu tình cùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nề văn dài, cho bốn đạo giải phay niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo phiên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bình ôn dịch cung đừng mời thịnh, cõi ngũ hành chẳng kha réo kêu. Hãy gìn lòng chớ khá dệt tiêu, nói xiên xỏ cũng không nó béo. Đời quân hạ ngày nay mỏng mèo, phiên thế trần hãy ráng kiên dè. Mặt tình ai lên ngựa xuống xe, ta
chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đôi giới nghèo sắp mà đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim không, người hiền đức mới là người trí. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đế sự phân. Lại giữa kề bê ngọc các lần, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thấy ba tâm nhiều điều tai khổ, khùng thương dân nên phải hết ni lời. Giao lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lê thứ nào đâu có biết. Giải đạo tranh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến Tần Hoàng. Trở về Nam đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tình nhiều điều ta mê, tu hành mà gì cây quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm lưng. Khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chanh, chừng lấp hỏi xác thân mới rành. Nếu không thời khó thấy Phật trời. Khung dài dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già ca. Cánh trần thế mặc ai thông thả, chớ lòng ta chẳng đắm mơ hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cánh tay thiên báo ngọc đầy lầu, ráng tu tình tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà.
lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi lưng chuyển trong dòng lục đạo. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại được gần bể Ngọc Long xa, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già, ráng tĩnh tâm dẹp được ngỡ lòng ta, thì được thấy Phật tiên thần thánh. Việc ngôn dữ hãy nên đi xa lánh, theo gương hiền cao sửa nghĩ làm người. Sau tà tinh ăn sông nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài nói quyền, sạch tánh hiền ghét kẻ ngỡ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật nghĩ coi đời, coi hạ giai rồng mây chơi dần. À, chòm xóm đừng cho nhớ bận, ráng giữ gìn phong hoa nước nhà. Câu tâm tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vàng. Ghét những kẻ có ăn bón sẻn, thương những người đói rách ni lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sai bùi. Kẻ phú quý đừng dông mấy cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có mà dùng. Ta yêu đời than chẳng có cùng, mà ba tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh. Hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh ni thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cảnh nhuốc nhơ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chốn tu điểm ta nên ní xa lánh, tư đổ tường
đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, xa bốn vách mang điều nhớ nhuốc. Muốn tu tình nay đã gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở nghi đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dài. Nên khổ lao cùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tanh tình ích kỳ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bình khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm mi làng thưa thớt quanh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hại, dùng phép mỹ màu lập lại thường ân. Diệt thiên cơ cùng tỏa hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao ly. Lão nào có bài điều ma mị, mà gác lương bốn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới yếu ta nên trao trĩa, hiền giới lương bốn đạo ở rèn lòng. Thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương tây. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng.
cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trổ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh, được hồi phục nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quy. Mặt trai gái trẻ già khó nghĩ, thì phan cười tôi rất cảm ơn. Cùng ra đời truyền giải thiệt thân, chứ bổn đạo trở nên khinh rè. Nay khùng đã ít già quá trẻ, nên giữa đồng bóng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chúng đục đẽo những cây giới cội, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ vừa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trăng đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Cùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khùng. Đằng sau xem luyệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bề. Quá phép là biết bao mà kể, chính từng mây nhạc trôi tiêu thiều.
kẻ tà gian sao bị lửa thiêu. Người tu niệm sống đời thương cầu, cùng dân linh Tây phương Phật tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chúa. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót nghĩ dân nghèo. Cảnh vinh hoa thật quả treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đền vàng. Linh Quan Âm dài biểu khung tròn, cho bốn đạo rõ nguồn chân lý. Lô thầy đám mấy bài trò khỉ, mượn kinh lưng tùng mướn lấy tiền. Chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tố tao nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ai. Xa giới phương là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thương bá tánh vì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tình ngộ. Ở dương thế tao nhiều cánh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình. Tuy lưỡi trời thưa rồng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thượng hai đường tỏ rõ. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tình mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu,
mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới là làm hiền lành hơn tùng hà. Hãy tưởng Phật hay hơn ó rẻ. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Giáng mười ân mới đạo làm con, lúc sanh sống trở nên phổ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc, thì giàu sang được tròn hai bề. Ý tước quyền làm ác ê hề, khi bỏ xác nhiều tiền lo lo. Kinh giới sám tụng nghe thánh thoát, lũ những bông tập liền đã rành. Đạo giới đàn càng trong nhịp mơ xanh, làm ăn rập đặng đòi cao gia. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tố bài điều ta mây, mà dắt diều ba tánh đi đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đức Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lo. Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cung kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cúng với lại khó trừ cho đằng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao. Lập trai đàn trai chọt lao sao, bôi liêm mặt làm tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa mang ngập mi thất, vậy hãy mau bỏ bớt gì đoan. Ráng giữ gìn lưng lý
tam căn, tròn đức hạnh mới là bảo quy. Nay gần đến Long Phi Xà Di, cảnh gian nan ba tánh ni hầu kề, thấy chúng sanh còn hơi say mê, khùng chỉ rõ đường tà nẻo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ăn sắc nghi phàm dình đạo Thích Ca, làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất mà sang giàu, chẳng xót nghi thương dùm, có lỡ lầm chửi mắng sầm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc tâm cúng Phật nghi làm chi. Phật Tây Phương dồn tánh ni từ bi, đâu tung thiếu mà quê mà tài. Không ca tiếng kêu dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới ngầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bờ. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muốn bốn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rài vàng lòng giới thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diều đạo lý rành đường. Nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắng công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thành thơi, tu giả dối thì lao thì lý. Không khuyên hết kẻ ngu người trí,
tâm suy nghĩ đạo màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh. Các chư Phật không khi nào rành, tâm từ bi dẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giải tâu qua thường đê. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít oi. Hội công đồng xem xét hằng hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ có kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian có nổi thung dung, người bao ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý cho nên chẳng nản, hãy bền lòng tầm Phật trong tâm. Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, phải tìm kiếm ở trong nào tri. Sao đến việc sơn băng kiệt thì khùng thảm thương ba tánh quá chừng. Nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo nào kể sao cho xiết. Ta dạy dỗ là gì tình thiệt, cho ba gia rõ biết người khùng. Thấy dương trần làm dữ làm hung, nên khuyên nhủ cho người lương thiện. Chớ lúc tự trì tâm bất duyên, thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đặng nhiều phước đức. Trong ba tanh từ nay buồn bực, khùng yêu dân chỉ rõ đạo màu. Ráng trì tâm tướng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp. Việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Cầu linh hồn cho được giáng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm bão ngược,
ta phần hồn giao khắp thế gian. Giàu sát đần nước mắt chưa chan, khắp lê thứ nghe lời thì ít. Chốn sân lạnh bây giờ mồ mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói trong dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vàng. Chừng lấp hỏi khói thòa khói thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hải gắn ghi, ta ra sức dắt dìu ba tanh. Nam mô Tam Giáo Quy Nguyên Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vàng lai rõ đạo màu, sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hương tiệc đăng lui bại phục cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.